Masaroka Bui. Sim, Masaroka Bui, chefe. Muito Masaroka. Muito Masaroka, chefe. Ok, hello, Chakaban. Ok, hello, Domingos Mateus Negativa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nghiệp Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại là trang trại ba bản các bạn. Thì hồi sáng anh Thạch đi vào ấy sớm rồi, nghe bảo là để vào thu hoạch ngô. Đúng mình cùng. Đấy, hôm nay là vào gặp đồ anh đúng mình cùng. Ta tôi đúng anh ấy, hồi nãy là có gặp, có chào hỏi rồi đây mọi người. Ta sao ra đi? Não, chefe, aqui tô tendo saudade com o chefe. Eu tô viajando hoje, chega já. Tá bem, chefe. É, tá aqui bom. Muito trabalho, chefe. Muito trabalho. Muito trabalho. Hôm nay ngô nó chặt thịt đấy bạn, chặt thịt ngon thịt đấy rồi. Chặt thịt ngon để thu hoạch ấy. Esse hoje tira do milho? Hoje estamos a tirar milho do povo. Ah. Amanhã vamos tirar o meu. Até amanhã? Sim. Ah, ngày mai là mới thu hoạch của anh Domingo. Hôm nay là không biết bản nào thu hoạch đấy. Esse hoje qual é o bairro tira? Esse é o bairro do Tuvi. Tuvi, sim. Ah, já tira ontem tudo? Sim. Ở đây các bạn thì bây giờ là tất cả các bạn hôm nay là từ làm việc là rất ổn định rồi. Đấy, dần dần sau này thì anh em mình sẽ để cho mọi người từ làm việc. Thì cũng là anh thi thoảng anh Thạch ở đây vì hiện tại cũng có rất là nhiều bản làng đang cần là giúp đỡ nữa. Cho nên là bây giờ là các bạn trong này là cùng từ làm việc, cùng có anh Domingo, cùng các bạn trưởng bản là đã hiểu biết rất là nhiều và làm việc rất là tốt. Đấy, hôm nay sẵn hôm nay các bạn. Ui, está grande. Está grande, chefe, mas assim ainda falta um bocado. Falta bem. É, falta julho, julho já tem. Quanto tá pronto. Tháng 7, tháng 8 rồi mới thu hoạch được nha mọi người. Đấy, toàn bộ sẵn một cái dọc này sẵn. Ui, está grande. Ui, ui. Ui, ngô hôm nay là chặt thịt cơ đấy các bạn, chặt thịt ấy đây. Esse milho já tira tudo, né? Esse sim, já corta tudo. Tá matando agora. Corta, corta tudo, né? Tudo tá cortado, mas vamos, vamos tirar hoje. Đấy, trong này là đã ngay các bạn này, từ biệt là chặt này, chặt ngang này để thu hoạch. Đấy. Đó là chắc là cùng năng suất cùng rất là cao thì cùng lâu lắm rồi mình cũng vào đấy. Vì trước đây ở ngoài kia mình cũng chủ yếu là mình ở ngoài kia đấy mọi người, hướng dẫn người dân bản là bốn bản ngoài kia. Trong này thi thoảng anh Thạch ở trong đây. Đấy, hôm nay bị bị này, esse bi này. Sim, isso aqui é bi, é do chefe Gu. Ấy bi các bạn này, bi quả này, quả ra cái đấy căng ra căng ngon. Đấy, trong này giờ là cái gì cũng có. Đầy đủ luôn. Lá na minha casa, chefe. Bi, lá na minha casa tem bué. Tem bué? Tem bué. O baú aqui tem bué. Agora o bi lá, bué. Bué. Allá, já tá nasceu? Assim. Assim? É. Mentira. É verdade. Anh Domingo, khỏe của anh ở đến kia là bị quả dai đây. Ở cái quả nó bầu đi. Giờ những quả này là ăn được đây bạn. Mà anh ấy kia là cho anh Thạch cái hướng dẫn nghe dẫn là ăn thêm thử thách thêm cái món bầu luộc chấm mắm tôm. Đó những quả nào mà ra là anh em chấm muối sau này kho cá rất là ngon. Đấy. Esse depois vai fazer corta corta meteseco. Cô nhìn con BCM muito melhor. Oh, afinal se corta também fica seco mais. Sim. Ok. Vào đấy thấy tưới tốt cả anh em mình cũng rất là mừng rồi. Vì người dân hiện tại bây giờ ở ba bản làm việc rất tốt. Coi là có anh Domingo cùng các bạn trưởng bản đấy các bạn. Vũ bầu này. À xin. Xin. À, cực kỳ non những quả này là ăn được đấy mọi người. Chắc là buổi trưa đang ngắn. Em xem đây cozinha này. Xin, sempre cozinha. Xem đây cota cozinha. Sempre cozinha. Mọi người là ăn uống suốt ở đây luôn. Những quả này là ăn được cái này. Không cần để dai như này đâu các bạn. Để nó to quả nó dai. Só deixamos aquela grande para ficar o semente. Ai é? Sim, daquele lado. Ngay tư vần tư một vài quả để làm rộng các bạn. Bầu này thì ra quả thế này cả này. Những quả này là đang non này. Bầm cái móng tay vào là thấy này. Tá bom assim? Sim. Esse daí. Sempre comer tudo coisa? Sim, sempre comer. De cozinha aqui? De cozinha aqui. Okay. Todos os dias comer. Ngày nào sempre cũng nấu ăn đó. Tá carregado. Baú. Rồi. Cuia. Isso, cuia. Chefe, esse aqui? Yeah. O chefe nos ensinou meter primeiro a fristeira, meter o óleo, cebola, alho, cortar e assim. Muito cuia, tipo carne. Sao, baú, bị sao, nha mọi người. Sao đây luộc, cái này mà chấm mắm tôm, hôm sau sẽ làm thử thách. Ở ngoài kia cũng có bún bản cũng nhiều. Đấy, món làm bầu chấm mắm tôm để cho mọi người thử ăn nha mọi người. Ui, bué. Bué. Khổ quá này. Đấy, bớp đắng này mọi người này. Quả này. Đấy, cái gì cũng có mướp này. Đấy là quả mướp này. Bầu này. Ui giời. Esse tá grande assim? Tá grande. Quả này, mọi người. Isso já é semente. Hả? É, vamos guardamos para fazer semente. À, nó quả này là để giống nha mọi người, để giống này. Quả này chắc esse vai ficar 10 kg đi. Sim. Quả này chắc có vâng tầm khoảng 10 cân, 8 đến 10 cân đấy mọi người. Ui giời. Cái gì cũng có trong này là bây giờ là tất cả mọi thứ là cũng rất là bài bản và ok rồi. Các bác cũng là nắm được cái kiến thức mà mọi hôm giờ là anh em mình đã hướng dẫn đấy. Tudo tudo đấy, trong này là đúng đúng tiểu cái gì nhá mọi người. Vung vung ô fuzil fuzil đấy, chuối chuối mọi người này. Cái gì banana đấy, banana sim đấy, quả này quả rất là bự luôn này đấy, béo mập luôn đấy. Trong này là mướp này, mướp đắng đấy, các thứ là có đầy đủ hết cho mọi người. Em xem đây, xem đây, xem đây, xem đây. Trong này người dân toàn ăn đồ Việt Nam.
Người đợt cửa đóng này là người dân ba bản, bây giờ toàn ăn đồ Việt Nam thôi mọi người. Đây đây, mập đắng này. Em sẽ làm con nào, em sẽ kia nó cả của mềm. Ai là nó có mềm đấy? Nào, mập mập đắng là chưa ăn. Mập đắng chắc cùng vừa mới có quả đấy thôi, những quả đấy là ăn được đấy. Cái này mà bổ ra đây nhồi thịt vào cái trong này nấu lên ăn rất là ngon. Cùng xào trứng này, hoặc là ăn sống về là ruột bóng đấy. Tu đủ, ít xuống tu đủ. Xe tanh tu đủ. Tê tu đủ rồi. Mông tới, rau cải, các thứ là có hết trong mọi bầu này. Cái này là bầu của Trung Quốc, cái này là giống của Trung Quốc. Em sẽ tâm anh bầu. Sao kia tâm anh sao mà bầu? Bầu, cái bầu này cũng rất ngon mọi người. Cái bầu đây bầu, bầu ấy giống là anh em mình mua của Trung Quốc ấy. Hôm kia anh em mình mua. Quả này. Kia tâm anh ta cà rè gà thuộc. Đấy, lấy này là cũng có quả đấy mọi người đấy, quả này. Nó ít hôm nó léo. Tính ăn mà ra vào đây là sốp yêu. Tâm anh. Ăn mà ra sốp yêu xin mà. Ui quả này. Những cái này luộc, cái này luộc ăn rất là ngon mọi người. Luộc chấm mắm tôm hoặc là nấu cánh, xào, các thứ đầy đủ hết này, quả này. Úi giời. À, thì tên đôi. À, tên đôi. À. Đây các bạn này. Có đầy đủ hết luôn. Máy tâm anh tình. Rất là nhiều luôn. Khi giờ đóng này là, ở đóng này là người dân bây giờ là toàn ăn, toàn bộ là ăn hết là đồ Việt Nam, các thứ cho mọi người. Đấy. Úi giời. Mướp này. Wow. Bue lê lê. Si. Đấy, đang nấu ăn trong kia. Mọi người thu hoạch ngô. Wow, quả đây mọi người. Đây luôn. Đây rải luôn mà. Này. Rồi. Si bue nha. Si. Eso es comer. Hả? Cortar eso comer. Corta cocina. Si. Siempre come de fruta do Vietnam. Vietnam, como já Maria também domina um bocado. Ah. E estamos comendo taco já. Ah, đấy, đấy. Bây giờ là toàn bộ là mọi người là ăn đồ ăn Việt Nam, ai đứng bẻ ngố đây mọi người này. Ui, mi liu. Sim, cuidado com a criança. Tá grande assim? Tá grande, chefe. Wow, ngố mọi người này. Ui, những cái bắp ngố đây. Đẳng cấp chưa? Đấy. Cứ một năm là một cứ mỗi năm là sẽ có cái mùi khác cho mọi người, mùi khác nhau. Này, bắp ngố này. Tính khủng khiếp nhờ. Này, mọi người, 10 bắp với 1 luôn. Này, trong cái tháo này này. Đấy. Rồi. Ta grande là gì? Muito grande, chefe. Muito. Đấy, mọi người nhìn thấy này. Đấy. Này. Wow. Đúng rồi là càng nắm là cứ vì phấn bón nhiều đấy mọi người. Cho nên là cứ mỗi nắm đất tốt hơn rất là nhiều này. Năng suất cực kỳ luôn. Ta grande là gì? Ta grande, chefe. Ta cui à. Ê, thì anh xin mà đủ tiêu cao cho tâm anh tênh bú. Tem o samba-samba-bau, tem só dois grandes, bi, tem bué. Mas tem bué? Bué. Bom, vamos lá ver. Tá bem. Aí, bây giờ để lên anh Domingo, để xem cái của anh Domingo thế nào. Vai. Xe. Xe tá grande. Sim. Uau, quả này, con. Nhìn rồi, nhìn cái này là mát rồi, thích mát rồi, chứ không cần phải ấy nữa. Giờ léo này. Ui, xe tá vê luôn. Sim, tá bem. Tá mete do medicamento? É, tá mete, tá mete. À, tá bom. Sẵn này, đầy đủ nha mọi người. Sẵn đây là ngũ đây này thì đã chặt cơ hết rồi. Đấy, chặt cơ đủ này, đủ quả này. Bơ này. Rồi, đến này bây giờ không thiếu gì nha mọi người, không thiếu cái gì cả. Đấy, ngô đây, bị đây, bầu, các thứ. Tá bom, tá bom, bây giờ là bảo chứ. Thì giờ là thích lắm, lên đây là sướng nha mọi người. Đấy là bẻ hết rồi. Ê, chắc là ta bắt tiêu đấy. Sì, ta bắt tiêu rồi. À, chỗ này là bẻ, chặt cơ của bạn, từ chặt nha mọi người. Từ chặt hết cơ đây. Từ mọi người là thu hoạch. Đấy, bây giờ là cứ thế thôi, từ thu hoạch cái từ làm. Mọi thứ đều có cái chỗ trang trại đây. Mà may mắn là mua được cái trang trại này ở đây là cái gì cũng có nha mọi người. Xoài này. Xoài các thứ đây là ngô chặt hết đây, có chanh nữa. Rất là nhiều, anh Đu Minh Ngu cho đây. Thường đây, rau thì không nói được nhưng mà gọi là đủ ăn với anh này cũng nhiều con nhiều cái đấy mọi người. Thôi thế agora phải vốn ta đủ kề đủ đủ kí bông không? Nào đủ kí đủ kí bông quay số vi là nào? Si agora eu vou falar você se gá aqui vốn ta lá para trabalhar lá. Eu gostei aqui. Bảo là tôi thích ở đấy mọi người, thích quả đấy còn gì nữa. Ở đây là cái gì cũng có ngố. Đây các bạn thấy trong đây từ người dân làm việc hết luôn. Từ tất là từ A đến Z là từ này. Ngố từ chặt này. Cánh thì mà đã có tay siêu si. Eo sơ xin. À, anh Thạch còn hướng dẫn đấy. Anh Thạch hướng dẫn là chặt mọi thứ. Chặt hết. Chặt xong thu hoạch là sống khỉ sọt. Cái bọc tài tần cả luôn nha mọi người.
Ui giời, nhà đồ mình ngủ này. Ê xì anh. Ê xì aquí? Dạ. Ê quê kì, ê mẹ quê kì planti. Mày dê. Aquí tem pê. Ui giời ơi. Ê quả xảy ra 6 nhà đồ mình ngủ không? À nhá, nhá. Cả đế hoàn này 6 nhà đồ mình ngủ này. Bị này. Ê xì đế xa đủ 6, ê lê phai phí cà tra cả. À dê. Cũng mô lia đủ. Nói quả này các bạn này. Ui quả này. Ở đây này. Ui giời. Mướp này. Ê xì xem ở đây. Corta come? Também sim. Corto come é uma Maria que cozinha. Aqui também tem, vê. Bem ele, mano, ele. Trời ơi. Rồi. Cái này là quả này là để căng da căng ngón. Esse? Sim. Esse assim não pode comer ainda. Tá bem. Esse quando fica muito demais velho, ele é melhor. Tá bem. Mais velho é melhor. É melhor comer. É. Tá bem. Mas isso você cozinha? Cozinha com pode fazer alho cozinha. Sim. Com óleo. Sim, sim. Bode foi ver com senhora. Uh-huh. Junto com senhora. Junto com senhora. Um bocado de orso. Qual é o tipo de orso, bode? Ok. Muito ngon. Sim, senhor. Muito obrigado. Aí, com a beira, mas não já nem no mesmo. Ali também tem. Tem tudo. Aqui também tem. É, quatro, quatro. Aqui também quatro, tem. Quatro, daí, até curva lá também tem. Aí, é? Esse, quando ele está beijado, você tem de armar assim. Amara đấy mình cũng để hướng dẫn anh Domingo là bảo mà sau này nặng quá lấy cái chạc, lấy cái giấy đấy mọi người làm chẳng bá này. Amara tay phải, tipu tre cột là tipu để banana này. Sí. Umaki. Para ajudar. Para ajudar ele não muito pesado. Tá bem, tá bem. Quando ele ficar de grande tipo baula. Tá bem. Vai bia bá này, quả này. Isso o quê? Isso. Divino. Divino, sim. Você não come? Quả dưa chuột các bạn ơi. Quả dưa leo này. Aqui também tem bué de pepino aqui. Hả? Aqui também tem bué. Ừ. Chứ nó có mê. Đồng đất đấy công nhân tốt đấy mọi người, vì là bác chủ đất là mọi hôm đã làm rất là nhiều rồi. Đấy làm rất là nhiều cho nên có phân bò phân ấy các bạn nhìn bị này. Đấy. Bị đây luôn, cái khâu chứ cây nào cũng có quả. Đấy này. Tu đu. Ừ. Ngươi bạn này. Rồi. Trời, đẳng cấp nhỉ. Đấy, hầu như là cây nào cũng có quả nha mọi người nhìn này. Đấy này. 10 cái là đều có cả 10 đây này, bị Esia Ficatra cái quả này bị hỏng rồi. Cú đã đuổi lên một đề, tính đi Anmaraja Isu. Tạm biệt. Anmaraja. Anmara para lấy sốp bê mẹ tê mai anh xì mai. Sì. Para lấy Kore. Tạm biệt. Thì bu Esia tính mẹ tê mai anh xì. Tạm biệt. Nào đây xài lấy cái đủ sao. Sì. Tính đi sốp bê para kề. Wow, mượp cọc ăn này. Sì. Đỉnh chưa? Cái đấy ăn không hề chứ đứa đi bạn cho người Việt Nam nó còn có tiền này mọi người. Sì, bố sẽ nấu sao với con mẹ Acabó. Corta para levar perto do vietnamita. Tá bem. Uau, bem. Esse aqui estragou, caiu. Caiu? Sim. Sí. Quarei bihão, né, mangue? Não tem faca aí? Sim, sí, tem. Quarei bihão, né? Bijó, tó, quarei, não. Atrás de som de faca. Tá bem. Ô, oh, o cari! Aí, quarei, mangue. O cari! Ui, zé. Dá faca! Bebe, já. É aqui os pepinos, aqui. É. Você não comeu isso? Aí. Já leva, mangue, né? Quarei. Sei. Này, wow. Cái xin nó có mê bụi kì. Đi ra anh ta đã có mê. Dạ mừng. Đây giờ anh đi sổ bíu cô đây xin mà. Sì. Wow, nhiều thật đấy. Đỉnh. Đẹp ấy. Đấy thì mình sẽ thử bổ qua bí ra xem thế nào. Khi ta mít thì... Wow này. Tính đi ra cabin. Dạ mừng. Đi ra cabin ta với. Cái xin cabin ấy. Sì. Cô ra đùng. Đi ra đi bộ tập ở bên nào lên phía cà ra. Sì. Mấy mọi người đi quả bí này. Trời. Đỉnh chưa đây. Này. Đẹp chưa? Úi giời, 1, 2, 3, khoảng tầm 1 mét, gần 1 mét. 1 mét rồi. Sì, 1 mét. Mai đi bộ quan ủng kê, tên nghe cô ta mai su amara beng. Tạm biệt, tạm biệt. Para đi cô đang xì mà, ta phải quan ủng ê lịch, ta tìm bùi ê xì tay nghe su ai, ta phải. Đấy, quả mọi người, mình đừng bảo anh đuôi, quả này. Tay sao? Đấy, quả này. Phải không phải buộc chứ không là nó nổi hay ngay. Xì mất tay nữa. Quả đây bị hỏng nha mọi người, bị đi, chứ tìm bùi cặp, tìm bùi vinti nhá này. Sì. Đấy, bị này. Đột đặc luôn, thơm. Cái mà nấu cánh sương, xào lòng gà, cả thứ rất là ngon. Hôm sau sẽ hướng dẫn mọi người để mà nấu ăn bờ. Wow, ăn xinh. Wow này. Trời. Mọi người nhìn này. Trời. Bây giờ trong này là sẽ toàn ăn đồ của Việt Nam không mà. 100% là sẽ ăn đồ của Việt Nam không. Toàn là rau củ quả Việt Nam hết. Về lương thực chính là ngô nó không nói rồi. Đây các bạn bị này. Đẹp nhỉ. Quả nào 10 quả như một luôn. Cú đa đù. Quán đù ấy xí. Anh nhà mà là bà đi sọc bíu bây. Tạm biệt xí. Aqui também tem. À, ôi chú ấy ta. À, tạm biệt. Sì. Ui dì.
Ese ya fica do mais velho. Quando aí já, né, mamãe? Esta aqui está mais velho. Ok. Aqui como sentou bem. Cái đấy để sáu muối, một là để giống hai ba quả gì để làm giống thôi mọi người, để cho nó thật ra để làm giống, còn lại là xong nó sẽ để mà ăn bán bớt đi, không thể được, không kịp được vì là quả này nó ra để không ăn nhanh là nó già, mà cái đấy muối lên xong là khó với cả rất là ngon nha mọi người. Esi quan u mete tipuca tipuco vía lidia pica de amarelo. Cô chỉ nhà công bay xì xe ca đồ mai cuia đấy quả mọi người đi rồi đã tổ thật đấy, mọi người đã ở đó này đã tổ đi. Wow, bị này sởi đỉnh nhỉ. Thế mui từ grande chứ, mui từ grande chứ. Thế thì Amara bên Amara nấu lên nấu thấy phớt sao? Sì. Amara bên bảo anh Domingo là sẽ nấn nó lên đi, ông nó nói đấy. Như anh Domingo như cuộc sống đấy là quả tốt rồi. Ấy giờ mình thử giả bảo này hay là về giờ kia đi. Quả này thì cũng hoa quả chưa léo mà không mềm đâu mọi người này, cứng này. Cô tầm đủ mềm. Ô, nhìn thấy không già lắm nhau đâu. Đây, mọi người nhìn xem này. Nhìn thấy không già, em sẽ tên mê đấy các mê đâu. Nào. À, nó tên. Nó tên. Ồ, em sẽ nói tìm đủ vè lưu gran. Đây các bạn này, nhìn này. Đây này, không phải già lắm đâu này. Ừ. Không phải già lắm đâu. Đỉnh luôn. Wow. Em sẽ nói để mà vè lưu. Nào. Comment nè, đây xài xe kì, để khu kê. Ok. Comment. Comment. Mình nó không được giòn lắm mà em. Vỏ da đây. Mình có đèn đặc kì. Có đèn đặc của mình bên bên. Trong này là bây giờ là mọi người ăn toàn đồ Việt Nam cả đây. Hôm nay để cái giọng này là mọi người từ trong hết, từ trong nha mọi người. Esse depois deixa de mais velho, depois tira cimento e dentro. Tá bem. Mete mais. Tá, obrigado, chefe. Bây giờ ông này không phải hướng dẫn nữa. Không phải hướng dẫn lắm nữa nha mọi người. Từ làm, từ ăn. Đấy. Toàn đồ Việt Nam không mà. Bị rất là nhiều luôn. Đấy, sao mấy? Phát ra mẹ tớ xúc bịt. Hả? Esse bác kìm phát ra mẹ tớ xúc bịt. Để xài đi xúc bịt ra. Amara. Tá bem. Amara kì. Tu đu esse dẫn chất ăn. Nó đây sai đi đủ sao? Tạm biệt, tạm biệt. Amara shop view. Sì. Là cái này đang ở nước này thì. À, em xin lỗi nhé. Hôm sau bầu bị rau củ quả rất là nhiều luôn mọi người. Bị này. Quýt ngọt tan là toàn lấp lại mọi người. Grosium. Đỉnh chưa? Quả đẹp luôn nhỉ. Vào đấy là mát mẻ. Cái gì cũng có. Sau này là hầu như là người dân là giờ bây giờ cũng phải không phải sau này nữa nha mọi người. Đấy, không phải là sau này nữa, bây giờ là từ làm từ ăn. Đấy, mượp cũng hại xuống ăn. Chia ta cả ăn nữa, ta người ta ra con mè. Nhìn thế này là cũng rất già, nó nhìn nó mềm luôn. Mà cái này là ăn được rồi. Nhưng quả này là ăn được rồi, nấu cánh, đây là xào, các thứ. Bí, gà. Buelele. Bí. Bi, bầu. Bầu. Ủa, ấy ta mình tên. Ấy kia ta mình tên. Atrás ta mình tên. Hả? Wow, sáu này nhìn quả mọi người đây. Cái sáu này không có quả chứ không phải là đi vừa viết trước đâu này. Đây, xíu cái tên bùi. Tên bùi. Đây, quả đấy mọi người này. Rồi. Đỉnh chưa? Chuẩn đấy, hay. Đẳng cấp ấy. Cái này sáu... Cái này... Esi vén này đồ Việt Nam với ta muito caro. Tá bem, chef. Muito caro já. Tá bem. Emilio ấy vamos comer no acabo, vamos vender lá. Mình bảo anh Domingo là anh không hề từ đi bán ấy. Bán mà lại thêm tiền nên mua thêm giống. Bây giờ là từ tục đấy. Chúng là cái cuộc sống của người dân ở nơi đây là bây giờ là hoàn toàn là cũng máy nhờ gọi trang trại này. Là mọi người cũng đã làm việc rất là tốt, có sự chăm chỉ và cố gắng mới được đến như ngày hôm nay. Đấy, anh em mình cũng phấn khởi vì là giúp được ở chỗ nào mà thành công được ấy. Cái thời gian thì anh em mình sẽ là cái thời gian là không quan trọng nha mọi người. Không phải làm gì cũng thành công được liền. Đấy, ở đấy là được cần 2 năm thôi. Esi aquí du fazer da já tá quase um ano do meio, né? Ou já quase 2 anos. Um ano mesmo. Um ano do meio, né? Sim. Là khoảng tầm 1 năm rưỡi đấy mọi người. Là tình hình phát triển người dân là rất là ổn định thôi. Ok rồi. Ngô đi. Mọi người nhìn thấy ngô đi bắp này. Bê cái này, Esi đang hát tao quên. Này ngô đi.
Đấy, cứ mỗi nắm là mỗi khác nha các bạn. Mỗi nắm là mỗi khác. Đấy, bắp này, hạt từ đầu đến cuối luôn. Đấy, này, trời. Ơ vê. Đấy, cứ mỗi nắm là mỗi khác. Mỗi nắm là một cái thay đổi rất là rõ rệt luôn. Nói chung anh em mình cũng mừng. Bây giờ anh em mình cũng đã có thể là ít sang tháng sau thì anh em mình sẽ di chuyển, là không phải là không phải bỏ nó đây, nhưng mà sẽ để cho người dân là từ làm việc đấy mọi người, từ làm việc và từ có cái trách nhiệm cao hơn khi đã có những năng suất rất là tốt tại là trang trại ba bản làng. Vậy là với anh em mình sẽ đang còn là nhiều bản làng nữa là cần giúp đỡ đấy mọi người, là cứ một tháng như anh em mình thì sẽ qua đây 1 đến 2 lần, sẽ quay 1-2 video chẳng hạn đấy, còn lại để cho người dân tự túc làm việc. Esiago là the boy not suvamu vai ajudar outro do bairro. Tá bem, chefe. Porque aqui já está pronto. Você também ajuda a bué com o povo aqui. Sim. Eu também trabalho com o povo também trabalha comigo. Aí. Ali, vamos ver ainda na fazenda, lá embaixo teve a cenoura. Aí é? Cresceu, sim. Aí é? Também tem feijão. Tá grande? Tá grande. Também tem batata doce que metemos agora. Aí é? Sim. Cuia, tá bom. Anh Đô Vinh, aí. Mặc dù là cũng nhiều con cái, nhưng mà làm việc rất là cật lực. Là người mạnh khỏe, làm việc rất cật lực. Thì cố gắng làm việc đi vài năm là sẽ có tương lai tốt đẹp hơn đấy mọi người. Đấy, nói chung là làm cái gì cũng vậy, phải có thời gian. Tất nhiên là giờ nhiều con cái rồi, làm thì cũng chỉ đủ ăn thôi, để nói giàu sáng thì cũng không có đâu. Nhưng mà được như vậy là bây giờ cũng có này. Ở đây trong ngô là anh ấy từ trong này, đầu này, cái gì bán này, cà rốt bán này, hành bán này. Đấy, tất cả chanh bán này, rồi là xoài bán này. Còn những cái giống bí này, mướp này là phục vụ cho trong gia đình ăn trước mặt đã. Con ăn không hết là sẽ bán. Em xin nó có mẹ cà bố, ven đề. Tạm biệt sir. My thing is Anmara but it is so beautiful core. Mete my pao varaduru. Now the boy live katara. See. Các bạn nhìn thấy cả một cái dàn thế này toàn bị về mướp, về bầu. Ăn gọi là ăn tẹt gáo này. Ese come todo dia. Ese come todo dia. Ese aquí. Un mismo todo dia, siempre está cargada. Ese coji ya como. A Maria que nos dá, a Maria que foi ensinado com o Chico. Com o Chico. Bega fala. Sim. A Maria é que foi ensinada com o chefe. Yeah. Desde daquela vez o chefe nos cozinhou. Yeah. E agora a Maria que anda a cozinhar todo dia no jango e comemos até agora. Aí, aí mọi người từ nấu ăn, hôm sau mình sẽ đưa cho mọi người cái đồ hàng lại ở sân bay đấy mọi người. Mình sẽ tặng ít là tẹp khô mà nấu với canh bỉ hoặc là canh mướp này, bỏ thanh lá vào nó thì đúng đẳng cấp. Ăn với cam muối thì có lẽ không có gì hơn nói mà nuốt được miếng ức ấy. Em xin được bố vừa ra dây đu camarao đu bì kênh. Tạm biệt. Quán của chúng nhà chỉ còn tiếp một sốp à. Tạm biệt. Mẹ tế agua. Tạm biệt. Một bộ đề folia đề xe bò là. Sì. Chúc bà. Tạm bộ nào. Tạm bộ xin. Tình hình là đến nay là anh em mình cũng thấy rất là vui rồi. Đấy, được bạn đã đến thăm anh Đô Minh U thì bây giờ là phần tiếp theo đấy. Phần tiếp theo thì anh em mình sẽ xuống là xem mọi người ở dưới này bẻ ngô, vì là thời lượng video cũng là hiện tại là mình đang quay 4K nha mọi người. 4K thì video sẽ sắc nét hơn rất là nhiều, là cái độ phân giải là cũng rất là tốt, cho nên là về đăng đến anh em mình phải thức đến tầm 3-4 giờ sáng thì cái video này phải lên khoảng tầm thời lượng khoảng tầm 18 đến 20 phút là sẽ lên khoảng phải mất khoảng tầm là 3 đến 4 tiếng nha mọi người, 3 đến 4 tiếng là mới lên được vì độ phân giải nó quá nét. Đấy thì anh em mình cũng xin phép là chia đôi ra, chứ một ngày anh em mình đi quay một vài cái thằng ăn để đấy, còn ngày hôm sau là anh em mình cũng đi là không quay nữa, anh em mình sẽ đi giúp có thể ở ngoài trang trại, ở ngoài nông trại bốn bản hoặc những cái bản làng nào hoặc là những cái công trình nào đang làm đấy, thì anh em mình sẽ trực tiếp đến đấy làm, chứ không phải là ngày nào anh em mình cũng đi quay video đâu mọi người. Đấy, một ngày quay 2-3 cái để đấy, xong là ngày hôm sau thì anh em mình đi giúp, có thể một tuần thì quay bằng 3-4 ngày thôi, còn lại là những ngày bình thường anh em mình sẽ đi giúp trực tiếp tận tay, vì là cái thời gian cho phép của video cũng rất là có hạn, vì là cái mạng ở bên này nó quá chậm, vì thời lượng 20 phút của video mà 4K này là phải đăng khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ, thì đi làm về tối thì mà đăng video khoảng tầm 12 giờ đêm mới xong, thì đăng này là như giờ mình đăng là khoảng tầm 5 giờ sáng bên này là 11 giờ trưa là vừa lên luôn đó nha mọi người. Thôi thì video của mình là hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Chập Lộc Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Alleluia. Alleluia. Đấy, ngồi chặt hết rồi mọi người, chặt hết này. Thì chặt thế này cả thôi. Cơ là đéo chặt hết. Chặt ngang này hết xong mới bẻ bắp. Đấy. Nhìn cái lá, những cái máu này là mọi người thấy cái bắp thì lớn như thế nào rồi. Tá grande, né? Tá grande, chefe. Um milho que tá aqui, tudo grande. Não, dá um cabra aí. Muito grande. Tudo grande, chefe.